Anh em thấy cục đá này thú vị không? Đây, các bạn thấy không? Các bạn nhìn thấy rõ không? Đây. Đây. Xa các bạn này. Đây, các bạn nhìn thấy này. Đây là cục đá thấy anh bông vàng các bạn nhé. Bông vàng tự nhiên của Việt Nam. Thạch bông vàng do có những bông vân thế này này. Các bạn này. Thạch bông vàng phù hợp để cái sắt chiêu tài lộc hay quầy thu ngân hay để phòng khách, đặc biệt có thể để ở trên bàn. Do cục này nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn, để biết chi tiết về cục đá này thì các bạn có thể xem đường link dưới phần mô tả hoặc comment, anh em sẽ để đường link phía dưới nhé. Nhưng khá tuyệt vời các bạn ạ, cục đá thạch bông vàng tự nhiên Việt Nam. Em đã từng qua kiểm định từng lô một các bạn ạ. Thạch bông vàng có những bông vân khá đẹp các bạn. Đây, tạo hóa của thiên nhiên các bạn, bông vân không? Đây hoa vàng các bạn này. Đấy, buổi tối là buổi soi đèn để khám phá ra cục những cục đá phong thủy cực kỳ tuyệt vời. Mỗi cục đá có màu giá khí chất và năng lượng khác nhau các bạn này. Để ở trên bàn nhỏ xinh nha bạn, nhỏ xinh xinh khá đẹp. Đây, bạn nhìn này. Đây là đèn màu vàng các bạn này. Đây, bạn này, rất đẹp. Quay một cái chân thực để các bạn cảm nhận. Năm mới các bạn, các cô bác cần một cục đá để có gì cho mới mẻ, thu hút đầu năm. Năm mới có gì mới mẻ, thay đổi năng lượng thì các cô bác có thể tìm một cục đá cho mình để năm mới đổi mới, năng lượng mới. Anh em nhà sàn nằm ngay thành phố Giang Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km. Nếu có dịp mời cô bác ghé thăm. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.